Hey, chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video tiếp theo của mình. Thì hôm nay sẵn tiện ông anh mình ổng xả tạng và thảo tạng thông cho cây mai vàng ở ngoài vườn các bạn. Thì mình quay mình chia sẻ cho bạn xem cho vui. Cúc này không không lật giờ cho bông á này. Cây đó anh giữ lại cho nó lớn đế luôn. Cây đang phát á, thấy không? Quá bự gì chứ. Bây giờ có 40 rồi đó, ba mấy 40. Hôm nay 40 rồi. Cũng trồng luôn mà tại vừa thân thôi để giữ. Mới giữ ta. Đó, tất cả cây này gần có 40. À. Kệ để luôn, không có cả cây. Không có tốt. Giữ con này. Này ra trong đất cát anh cũng mới mới lấy cả. Cái cây này nhờ cái tàn bụi. Nhờ tàn nó lớn. Các anh cắt gì đây? Anh cắt á. Cái gì muốn nó bắn ra bắn được ra nhiều. Qua mới cắt hôm qua bên mấy khu này. Gần tới qua đây gần tới 1 năm 6 năm chơi chơi cây cái tầng thông. Cái giáng long này cắt vậy muốn bắn được mạnh nữa. Quay. Cây này cái lớn rồi cây này đây nè có cây 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 này cây nào cũng lớn thấy không, cái 3 năm rồi thấy không, cái bên lớn đó còn dồn qua quanh bao nhiêu ta? Đi ra đây chứ đừng có biết đâu. Từ 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 từ. Nè. Sáp lên nè. Thằng kia thấy không kia nè, đó, thấy không? Cái nào có thấy nửa bàn tay, nửa bàn tay không ha? Cái nào cũng vậy chứ, nhịn bảnh liếp bảnh, liếp lộn đi chơi. Có xịt ấy chưa? Chưa, anh chưa làm đó, mua phân đồ hết rồi đó. Đã mua rồi có chịu á. Mà sao bỏ đủ không phải mua bam nữa, chưa có mua bam nữa. Có bên trang lộn lớn, trang của bên anh không bằng bên trang lộn. Trang lộn trang nhất, trang này mới trang nhì à. Trang này tại vì trang này bị trồng luống sau bị mất sức nửa cầm tay ăn lên không à, tại vẫn còn cái lớp nữa mình chưa thấy rồi, thấy không, thấy lớp không nè, 2 năm 3 năm nữa là thấy lớp không lên đó, cái này chừng năm nữa là bắt đầu nó bự hơn mấy cây kia trong trong vuông luôn á, nãy lớn đều chứ không phải là lớn nhỏ nữa, mới thấy không, nhưng mà giờ cắt gom lại gom tàn hả, cũng như giống cây này cắt sao là mấy cây này. Ví dụ cái cây này là tàn tròn quá là mình bấm theo tàn tròn, cây nào nó không có tàn là bắt đầu mình bấm theo không tàn. Như cây này anh cắt là tròn. Cắt đây không? Cắt tới đây hết gom tàn lấy tàn tròn. Để ha. Để ngọn lên. Để ngọn lên. Giống như cây trong đây nè, cây trong đây anh cắt cây anh giữ tàn thôi mà thôi nó sẽ hết rồi. Nhìn cây cắt. Cái này nó đủ sức rồi không phải. Cái này vừa đó. Cây này là cơ bản, cây này đều. Cái đó chưa ngọn chưa lại. Như cắt gì đây? Cây này qua năm là thấy nó tròn, tại anh bấm nó còn hơi rộng á. Bắn được cái này là bắn không? Bắn chứ, có cây nó bắn ra nó sung bắn. Tại anh cắt hơi rộng mà theo cắt như vậy. Cắt vườn xưa này. Cắt vườn xưa, nhưng mà tại anh lấy rộng cái cây này, lấy nhỏ quá, uổng thôi. Cây này giờ trả đều rồi. Màu lớn thì chứ thấy. Cây giờ cây này chừng 4-5 triệu này. Đúng rồi. Cây này cái giá này. Năm nữa rồi, chục triệu luôn. 5 năm nữa thì mê luôn. Cũng như nó cái này là tàn nhỏ.
cái đại dưới cây này nó ngang rửa luôn nè, thấy không? Nó cái nào mua ra mình để mua lên cho con, anh lắp lại đâu ai thấy đâu mà. Cho cái mắt chuốt rồi dưới cầm đai mình sao phải hết. Chưa cắt đó, không? Cầm tay thôi, giao. Quái thú. Tại chưa lấy ngọn, ngọn này đứt rồi, anh chưa làm tới, anh dựng ngọn lên nữa. Đưa tay cho anh mà. Cục đế này 60-70 luôn. Mà môi lên môi xuống còn nữa chứ không phải vậy. Môi xuống còn ghế giữ. Đúng rồi. Giữ. Cái này để làm lạ lạ. Cây này bằng ghế này hoành 60-70. Còn môi dưới còn hơn nữa chứ không phải như cây này giống như con rồng thì mấy là cái cây này nó nhỏ như cái dáng vậy nè. Đó mấy cây đó là anh xã anh lấy đi qua năm là bán mấy cây nhỏ đó hết, mình trường mấy cây này chủ lực chưa. Mấy cây này bỏ 500.000 người kiếm chợ mấy cây này chuyện 1.500.000 người kiếm chợ. Cái này cũng cắt luôn nè, cái này cắt rõ nè. Cái này cũng cắt luôn nè, cái này một cốt giữ lại, cái này đâu, phải đâu, phải dày nè. Phải lắp lại, không thấy đâu. Cái này dưới đây nè. Cái này nó dài lắm, dài lắm. Cái này là đó, rồi cũng xử lý cắt. Cắt hết luôn, anh cắt hết luôn, còn lại. Còn lại anh cắt hết luôn, lại chưa môi, nó nằm lúc dưới đây. Mà cắt về cái ngọn đâu ta. Lết dữ, nó nằm xuống rồi sao. Cái này nó tới đây luôn nè. Rồi phải vậy đâu. Cái cây này nó lết dữ dằn không chứ không phải gần đây. Ủa vậy mấy cây ngoài anh cũng cắt luôn phải không? Ừ, cắt luôn nè. À, mấy cây này chưa xuống đế. Mấy cây này chưa xuống đế. Có hai cây bên đây xuống rồi. Cây này thấy nó nhỏ, thì nó có lết nó dài đó. Mình cầm tay thôi à. Nó sai không? Mấy cây này nhỏ đâu, nhìn kỹ thấy nè. Mấy cây keo vô nè. Ừ, mấy cây keo. Keo bên đây vậy. Đâu phải mấy cây này nhỏ, mấy cây này cũng bự chứ. Cây này cắt cây này đế là một lầu luôn. Cái này dạo mới cắt ra. Đây cũng cho hai cao như gom tàu. Trong đang chuẩn khoảng tôi xác của đấy. Có cây này nè, đang cây này cũng ngang rửa với cái cây này. Cây này bé nha, chắc ở cây này hai thân nè, hoành khoảng mấy 30 nè, hoành đế khoảng 60-70 rồi, còn người cũng hoành đế. Lấy mấy đầu anh vùng. Cái này môi dưới còn nữa. Đây nó xuống đế nhiều đế lắm. Quá quái thì như cây gù ở đây mà. Cắt chứ mấy cây này cắt hết, anh cắt gươm lại lấy ngọn này. Anh này là cắt hết luôn. Anh xả hết rồi. Còn mấy cái đầu tới đâu? Thấy mấy cái đầu cũng tới đâu, cả 20. Cả mười mấy 20 cái đó, 20 chứ lại không tới. Cục đế chắc 60 à, 60 mấy. Cục đế phải cả đó. Quá dữ luôn. Nhân lông luôn. Ghê không? Này môi xuống còn nữa, cái đế còn dữ nữa. Cái phân này tốt ha, phân gom nè. Nó quá thành đất luôn nè. Nghe nó quá đất luôn á. Nó quá đất luôn. Tốt cực kì. Ngọn bự lắm nè, anh cắt một cái ngọn bự uổng tiếc đi thôi, trẻ lấy lại. Dựng cái đó lên. Ờ, dựng cái đó lên mà anh để nuôi lại cái chỗ bự bự em mới dựng, em bỏ. Cây này có bắp chuối mình, là bắp chuối mình là bự rồi đó, có mấy rồi đó. Mấy cây hai thân này công nhận mau lớn được, cây chổng với cây này là dữ dằn luôn. Tại vì nó xét thân quá, giờ mình không chắc được. Để luôn.
Cái này thì dán là phu thê hoặc là mẫu tử. Ừ, lấy cái này đẹp lắm. Cái này giờ con lại là nó có tàn nhọn luôn nè. Đế quá thì đế quá thì mùa đế ghê. Cái này môi xuống là cái đế nó một cục luôn á. Nó bè ra luôn. Rồi. Mấy cây nấm tại giờ chưa môi với nếu mà mấy cây đó có bấn bán lên môi là nhìn ghê luôn. Ừ. Mấy cây đó chắc có đẹp sáu có nấm à. Cái nấm thôi. Ừ, mấy cây nấm đâu nó lên nó sụp. Anh mua. Không có hai ngọn anh bỏ nè, cái giờ nó kéo à. Có cây bên đây anh cắt nhiều nó mới cũng lớn này mà cái đế thì nó bự. Nhìn cây bự cái dễ đẹp hơn cái dễ mỏng. Giống như đầu mấy cá là háng. Chủ yếu lấy cái đầu đế này chứ không lấy gì ha. À, cục luôn. Đó. Cái này vậy nha. Nó nhỏ mà nó có đế. Cây này cũng lớn nhất không nói đi cây này. Để anh cũng có con lại chưa sao không? Tôi chưa 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 nói chưa có cây chưa kịp đó. Giờ đây tới mùng 7 là phải dứt điểm hết. Đây nó bắp chuối mình đâu có xưa. Có cái để giữ cái này chắc nhiều quá. Nè, này có sáu ống nè, để cắt này có sáu ống nè. Cái ống nó còn, nếu mà cái sáu ống còn đây là nó còn đây nè. Để anh cắt tiếp sáu ống. Nó sáu ống hay thiệt chứ. Nó ăn nhiều cây độc lắm, nó ăn tới ngọn luôn. Rồi sáu ống nó đi rồi. Nó còn nó ăn nó đi rồi. Nó ăn nó đi rồi. Rồi về thịt thuốc gì? Thì cũng thuốc, có thuốc thuốc sâu. Thì xịt sốt rồi nó không phải, nhiều cây có bị. Mà thịt có cái gì mà nó lưu dẫn lên thân không? Đâu có, cái có chai kia rồi, chai 95 ngàn rồi. Cái chai 55 ngàn không bạn, chai 95 ngàn. Bà chỉ bỏ chỉ rồi luôn á. Cây này không có BC nè, sau lấy lại phát đi. Cây này cũng quái lắm rồi, sao từ từ cái nó lớn cho nó. Cây này đó cái nó trẻ nữa, thấy luôn nè, sao cái từ từ mất rồi. À, cái này hai đó anh môi chứ là có đó. Có đế nè, một nồi luôn nè. Môi chứ môi là một cục luôn. Đây đa số mấy cây đắp mô là nó tự tạo đế luôn, đế đều luôn. Cái cây đó cắt nhiều nhất nó cũng bị si nữa. Không phải bị si, nó bị nhỏ lại hoài, nó không chậm lắm. Mình cái mối. Cây này nó chậm phím. Xả chứ tranh thủ xả mình gấp lại. Cây dưới mình nó cũng xả vậy luôn cái cây. Xả mình mấy cột nè, cây nọ thấy cái cục cây đế nè, thấy không cái nhỏ. Xả rồi. Cột lại. Cột che vậy. Cái cây này là đế giữ nước à. Lù nó quấn vậy. Đó cái này anh có chằng dây không? Có, đó anh chằng dây nước rồi. Chằng dây không sợ cắt không được. Có lượng không chằng anh chằng. Chứ mà mình chưa chặn dây mình cắt không được không? Có cây đó không có chặn, nó xả tàn sát giữa những cây đó tàn bự như nó. Không chặn thì cắt sát vô không? Ờ, sát. Cái đó đế không bằng cái này nhỏ cái này nè, cái này cái gì? Lấy cục này thôi, đừng lấy gì nữa. Môi với còn nữa, không được. Ta giữ. Xả sáng giờ đâu nghĩ đâu. Để xả tới đó. Cũng có mấy trăm cây á. Ờ, trăm mấy. Cái này bự nhất à? 5 năm nữa là thấy quyết luôn á. Bán như mình chơi mang không được, bán mang tầm ra. Nhưng mà mấy cây này không, cái này anh có chặn hết nước rồi. Cái này đựng thì dễ nha, tình bạn như nè. Có cây này là cây mô, có
quá dữ luôn. Đế này không nồi không? Nằm một lúc ở đây giờ, luôn. Giờ gom thôi. Nằm lúc ở đây luôn ha. Mấy cái nữa có nữa. Đế này quanh phải tính mấy luôn á. Nó môi lên dịu môi nó nằm vòng như nè. Đều luôn. Cái bự lắm. Ngọn. Có ngọn này nè sao? Giờ lấy cái ngọn này luôn. Để ngọn. Thôi để ngọn hết nha. Nó dễ như đơn giản. Giờ cắt ra nó đứng lại cứng. Cắt dưới rồi còn ngọn chừa tả thôi. Đúng rồi. Giờ mấy cây sen giờ nó cứng rồi, giờ có chữ ớt nó cứng rồi. Vậy là cái này đâu có chằng che đúng không? Không còn che, cây nào yếu lắm, yếu ngọn lắm mới chằng. Chứ cây này không chằng à. Cho nên mấy cây đó, cái mấy cây nào yếu mới chằng. Lúc đầu là chằng gì gần, chằng tàn sơ một cái không? Ừ, rồi cái năm thứ hai là cắt. Cắt. Cắt con tàn cho nó dày. Tại này kỹ rồi, tha keo nó cho đỡ cháy đầu. Hôm đầu mình tạo dáng. Ừ. Chứ nói chung mấy cây này được chứ giờ chiếu là cắt thì sao cho vậy là về đàn là bán được mấy cây tàn là bán được rồi. Mấy cây này cũng vậy. Ừ. Nó tròn tàn lên vậy là tết bán nhiều lợn hôm nay bán nhiều chứ cả nó bán bên lửa cây xấu không bán bao nhiêu nó vẫn nó bán mấy cây tàn đẹp không lửa mấy cây tàn xấu mà bán được hết cho chủ yếu nhờ cái bông cái này vậy. Ừ. Bao mấy cây đó giờ là du lịch thôi đó. Cái năm sau cuối năm nay nó có quá. Cắt lại cái có khác này nữa. Năm nữa thấy nó nhọn đầu. Nó đâu có. Mình đi lượm qua năm nha. Lượm cái chưa tính trang nữa, lượm chưa tính. Ủa đây ra cái trang nó bắn chốc rễ sao? Không ra đây. Bứng chuyện bứng ra hết rồi. Nó giữ may. Đang có ngọn thông gì không? Cái ngọn này là bị sụp rồi nè. Cái ngọn này không biết vấn đề gì nè. Một là thiếu nước. Kệ nhưng mà mình chẳng giữ, nó không mọc đâu mọc. Ngọn này chết rồi nè. Mà không biết chết lúc nào thôi kệ mình để. Tại nó một là bị thiếu nước. Rồi một tháng nay anh có phải chăm sóc con cua. Chúng tôi đi làm không lấy gì chăm sóc. Đó. Thấy không? Được chưa? Rồi. Không lấy được không? Nói chứ giờ đưa dây về nè, xuống về. Hả? Chỉ hai nhánh này thôi nè, không chọn nữa không giữ chứ mấy cây này còn chứ vậy nè, nửa nó gom tàn tự nó nhọn lên nè. Tự nó bỏ nhánh nó nhọn lên nè. Giống như mấy cây kia vậy. Rồi. Cắt thôi, cắt nhiều lần chứ cắt lần không không ngay. Trên. Ở dưới thì vừa dài ở trên thì ngắn lại. Vừa tới à. Ba đĩa. Tôi máy. Có nhiều cây ra cắt bỏ luôn không giữ được nó gom tàn mấy nhánh này bắt ác dữ nhưng nhánh này bỏ cũng được cái này bỏ ăn cho thông tàn nó bị trùng nhánh nó đặc quá sao cắt ra nó nón này cái cây này cắt sáng chút nữa cũng được. Rồi anh cắt về nương với gặp cha cắt dữ luôn. Cha cắt sát luôn. Qua cây này anh cắt nương cho cha Phật cái nó ngọt sớt luôn. Tiếc. Ủa. Mấy cây này có xương cá sẵn rồi không sợ. Cắt ra nào cả nó cũng bung cho nó. Thấy không? Giờ có họ nè. Nó thông lên liền phải không? Cây này giờ tôi cắt nương đây cũng được. Cắt đây thì ủng với xương cá là phải cắt. Để biết không? Cây này với cái này. Mình lấy cho ngọn cho nó bự à. Nó vô liền cây nó khác rồi không? Dạ cây này giờ 300 ngàn bán không có được đúng không? Để đâu bán tại dẻo chơi mà thấy không cắt lại hết rồi thấy một ngọn một có không? Giờ mấy cây này anh không cần chằng nữa anh bỏ luôn ở giai đoạn này khỏi chằng chi khỏi chằng lý do chằng cái mình kiểm không sót là không được cái bị xiết nè cây này nhánh này như nhánh này bị xiết nè bye bye. Vậy chỉ cần cặp dây lên nói ngọn thôi, giờ rẽ đủ sức à. Ok, một lên chứ nói ngọn lên thôi. Rồi. À, nè, thấy cái thân không? Rồi nó xíu vô ha. Không, cái cây này anh chưa mua đế, tới đại rừng nè. Cây này lâu lắm mà không mua đế. Một cục chứ đó.
đế nữa. Nói chung cây này không có chứ. Nói chung lớp mô cái nó tạo đế, tự tạo đế à, đế đều lắm. Cái cây này biết sao muốn ngon lấy bông tưa á, đừng mình định môi vậy. Môi vậy là nó bị biết sao. Bị đứt rễ. Bông tưa sạch tự nhiên. Sạch ra nó lồi rễ ra nhìn lên. Bông tưa sạch tự nhiên cái là nó ngon. Cái khó khác gì. Cái cuối năm nay là cái tàn nó về cua luôn. Anh chắc gì còn đỏ với rồng lượm á, nó tôi sợ đẹp hơn. Để lấy nhiều hương. Cắt loại xử lý mấy ngọn này hết cũng cho ra. Nãy kia cũng cho ra nó đầu nè. Bắn dòng. À, chứ mà giờ giữ này cái nó nuôi này không à. Nó bắn dao mà, nhưng bắn dòng này. Đúng rồi, giờ mình cắt vậy là nó thận cái bắt đầu nó ra trong hết. Thấy anh ạ. Bắt đầu ấy. Tại vì mấy tiếng à, mấy tiếng mà. Ừ. Cũng mấy tiếng. Cũng có hai mấy ngàn, 30 ngàn vậy. Ừ, mấy ngàn. Ghẻ. Tha biết sao nhờ tha nó quét cái này làm cho nó không có trái đậu không? Nó không trái đậu cái nó kéo ra rồi cái phần này nó mục. Chứ không có bị mục nữa. Còn cái mình không tha cái bế rồi. Tha có khi sâu nó ăn nhưng đây nè. Còn không biết nó chưa cắt cái nó bị khô vô tới trong đây luôn nè. Tại mình không có tha keo. Khô nó không có liền da được. Kể, tha lại, chai đâu có nhiêu tiền đâu, tha mẹ. Chai như, anh mua nhiêu chai? Chai này hình như chú Phú bữa mua chắc hình như mấy ngàn. Mấy ngàn. Mẹ vuông này chắc thai, chắc ở gần 5 tới chai. Đợi chịu cực chắc ăn, kỹ xíu chắc ăn. Kỹ xíu. Nó giờ nó có ngọn rồi đó. Nó có ngọn. Nói chung là cái chai này dày được, nói chung bán chợ được, thương chợ được. Lấy cái tạng thôi. Lấy cái tạng không là được à. Còn mấy chai này cái trà, mình không tính đó. Năm nữa là thấy tròn do rồi. Đừng có thấy sáng, bảy là thấy được tàn. Mấy cây này về là tàn tròn rồi đó. Mấy cây này đủ nhánh rồi nè, chỉ cần đợi nó ra nhẹ nhẹ nó là được. Phất phất. Tết là mềm, cuối năm là mềm. Cây này là biết sao, nó có chữ ớt sẵn. Có nhiều người nó tiếc tiếc, để nó bắn lên còn nó không đẹp. Bắn lên không đẹp. Trời ơi, cây mấy cây uống nó bị mất sức nè, nó lâu lớn. Cái này uống gắt càng bị mất sức. Không mà uống vậy nó uống vô thế giờ đứt bài. Đã nhìn nó nhìn nó dưới thân đi lên thấy có chưa đó. À. Giống như mấy cây Bình Định vậy mình nói là uống này hơi mình uống nhiều nó quá. Nó vô dáng thế chưa này. Nó vô hết rồi. Xã này còn tới mùng 7. Mình chủ yếu mình con ăn bán bông thôi. Được giá bán được thôi. Cái này Tết nó lặt luôn nó cũng có bông luôn. Cũng có bông mình thôi. Tốt quá rồi chứ. Nó không biết sao nó sung cây. Nó chánh rồi. Cái bình thường này. Cái cây này nó sung cây đó. Nhiều cánh hơn nhiều. Nó chánh chánh. Cái cây này nó sung cây. Giờ mình cắt cũng không phải cắt đều, cắt sôi. Cắt xong vậy muốn anh có xịt thuốc gì không? Sẽ có. Xịt thuốc gì? Sẽ sâu. Sâu đó. Sâu. À. Sâu với trái lá. Sâu trái lá. Chủ yếu sâu với trái lá là được, sâu trái lá làm hoài vậy đó. Chứ nhau cái thằng trái lá nó bị mất chất chứ. Nhưng cái ngọn nó phải bỏ đó, chưa biết bỏ. Còn dây điện, có điện không? Không, không, không. Dây điện chứ không cưa á. Chị nào xài như chị nào xài như kia. Dán chứ cái này anh với ba lợm chừng 3 năm nữa anh vô kiếm rồi. Giờ vậy cũng có bán rồi. Trời, có vậy anh ngon rồi. Lợm không gọi nó bán chưa? Mà em nói anh phải dưỡng nữa. Anh dưỡng giá dưỡng nữa. Lợm nó gọi nó bán bọn. Nó sao có lặt đâu. Có lợm lặt nó chứ mình đi làm tối ngày đâu có không đâu. Mà mấy cây bên đây bứng ra cũng nhiều rồi. Nó thưa rồi còn bên lợm nó hơi chặt thì nó mới lặt. Nói chung cây nào cũng đẹp, bên lượm cây bự hơn cây bên đây nữa. Cây bên lượm bự á. Hai cái ngọn này phải bỏ nè. Cây kéo này mua rồi thì rồi. Cây này rẻ, cây này như năm đó là 65 hay là 55 gì hết. Cô này cô hàng rồi. Cái ngọn anh để cái ngọn cao lên không? Ừ. Cưa chắc
Cái kéo đó anh mua nhiêu cái rồi nè? 55 hay 65 anh không nhớ. Sao này là mất chứ đúng không? Có cắt 7 kéo rồi, mất 100 mấy 200 nè. Để mốt dưới mua 7 cái. Cắt lục quá, cái kéo lục căng cái xíu anh cắt cái lục dân nhỏ. Này để 2 thân luôn. Cái này 2 thân, để 2 thân luôn. Chứ đâu có cắt nữa. Vậy giờ đâu có sửa làm sao được, không được, nó vậy rồi, không có sửa được. 2 thân, để 2 thân. Mấy cây này nó chào bông. Đúng rồi. Nó bị sao ống hay lắm. Kỹ cái nào kỹ thì cũng bị dính á. Ngồi hết. Cũng phải bị ăn mình xịt thuốc không có sao ống khó chịu hết. Nó ống kỹ cái nào kỹ khó chịu hết. Nhiều cái ăn cái ngộ mà ống tức thua. Đấy. Con lại vô đi. Tết này lấy bọc. Cái cây này giờ đâu. Cắt ra giờ có hình liền à. Cái cây này giờ không có sợ. Mạnh rồi. Tết này nhà. Cái bàn tròn này là không có núi gì chứ. Cái cây này vô đầu anh tháo cây hết luôn. Giờ chỉ nó lên ngọn rồi. Dùng chỉ là... Lên ngọn là anh thấy là xử lý này. Ngọn chứ giờ không có chằng tre nữa. Không có chằng tre nữa. Giờ chổi nó cứng rồi. Đủ để đủ sức à. Vậy. Cái cây này giờ đủ sức à. Giờ mình chú ý mình canh mình bấm tàn cho nó tròn, cái tàn tròn này là như cắt về rồi khoảng bao lâu nên cắt nữa hay là cắt về? Cắt về là xong. Xong không? Xong rồi giờ cắt nữa. Cắt về là rồi đó. À. Chú ý xịt thuốc với canh canh đọt nó thôi chứ không ngon chừng nó. Chú ý khống chế nữa. Cắt về là cuối năm là nó tàn đều do luôn không? Vậy cắt về đọt vậy không nổi nó ra cũng không nổi nên nó ra chú ý tròn tàn giống như cây dựng năm muốn. À. Là một năm là chỉ có gan như đó thôi. Đúng rồi đúng rồi. Mấy cây này gan như đó rồi gan như đó. Cái cây đâu ra nữa, khỏi này rồi. Nó ra nữa là một cơi nữa là nó hết ra rồi đó. Vậy. Chủ yếu là anh mua nhánh lớn thôi chứ không là nó ra nhiều nữa. Nó ra một năm là nó ra được đọt như mấy cây này nhánh nặng năm rồi. Nhánh năm hết luôn. Bớt cũng được mà thôi, mà má chà thì không chọn nhánh giống như chà anh đào. Tôi cầu lắm chứ, giống như cái thông nuôi này. Rồi mình cắt ra cho nó thông lên rồi. Chứ không phải cần gì. Đúng rồi, cái gì cũng phải công phu kỹ thuật. Chứ sao mình cơm về nữa nó ra tàn vừa mà cái bấm bự quá. Vậy. Nó ra tàn hết rồi. Mình bấm có tầng vậy, tầng trên, tầng dưới dài, tầng trên dài, từ từ tầng trên này nó ngắn nè. Rồi, cắt ngắn ngắn lại. Ngắn lại nó lên cao rồi ngọn, dót ngọn lại. Cái này cũng anh cũng cắt luôn. Cắt mốt nó ra đều. Chứ không tiếc được, cái nào cũng xấu rồi cắt. Chứ mình tiếc là nó không có thành phẩm nữa. Mình đây còn đỡ với gặp bên Bến Tre, nó lấy cái máy nhắm mà mình giống như vậy. Cái gì lấy cây. Cây này cây tự nhiên chứ không phải cây ghép. Tàn tự nhiên. Cái này tàn tự nhiên mình không ghép được. Mình phải giữ nhiều nó mới có sức hút nó mới lớn chứ bây giờ cái diễn cắt hết rồi nó lớn rồi nó vậy rồi sao rồi đến ta keo cái gì ta keo để mà nó khô lại. Rồi cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video của mình. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.